cưới nhỉ. Rồi ok. Bây giờ chỉ có đợi thôi, tí nữa than nó ra anh em mình sẽ đặt hẳn xuống dưới. Không biết là cá này nó ăn no không. Có ăn ẻ. Khả năng là chín sớm đấy anh. Sao tí nữa mình phủ dây vào thì nó chín đều anh ơi. Nó ngon đấy. Ăn đi cá lóc. Đi ăn cái áo rồi, đốt áo rồi nhanh cho nhanh chín. Đến này này. Ừ. Chín được. Sau đây là chương trình ca múa nhạc trước giờ ăn tối nha mọi người nha. Giới thiệu với bây giờ mới có thời gian giới thiệu với mọi người, thôi để anh em tự giới thiệu đi. Đi điêu. Đến đua siêu, đua siêu, đua siêu. Quên. Điêu bên kia. Đi điêu đây. Vào đây. Đi siêu giới thiệu đi, đến từ đâu và như thế nào? Hello, xin chào tất cả các bạn cũng như là fan hâm mộ của em, anh em Mao Đệ. Như là mình thì siêu 81 nha mọi người nhá. Mình đến từ Gia Lai. Tiếp tục. Ai? Em tự giới thiệu đi, em tự giới thiệu cho nó hay còn hơn. Anh này là anh Xuân Đức. Anh đây là Hà Nội. Ian. Ian và Idiêu. Còn mình là Idiêu ở ngoài. Idiêu đâu mà ra. Email nhỏ và email lớn. Sau đây email lớn xin gửi tặng tất cả mọi người một bài hát Sao mà đừng khóc, đừng buồn nhé em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, mỗi người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sáng sông, một người lệ rơi đứng trông. Em hỡi còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Mà nỗi tim cách xa. Hôm bao đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mà em ra đi, chôn giấu bao kỷ niệm. Trôi theo năm tháng, để lại nơi đây, mình anh với vầng trăng cô đơn. Làm bài anh thanh niên. Anh thanh niên à? Không biết được. Rồi, sau có 5.000 rồi, tôi 3.000 trà đà. Anh luôn luôn đón phê, đây bé rất chặt trên đời. Đáng kể tất bình thường, cũng phải gần nghìn lai. Hà đây anh nhân năm nay, vẫn chưa thấy vợ con gì. Anh nói mới cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba mơ anh sanh ra, vẫn vội vã trẻ đi làm. Anh nói anh còn nhớ anh đã biết làm gì. Cô gái rồi cứ thế lòng
là mau đệ phải dây mút này. Đúng rồi. Quẩy tung đít lên. Tưng 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 tưng. Bài gì mà nó vui vui nhỉ? À đây, đi về ông nhá. Ôi dạ. Thăng thăng thăng. Kia, đi đâu ra đây? Ra quẩy đi. Đau bụng à? Sơn tây, sơn tây, sơn tây có bài gì nhỉ? Buồn quá không không. Đẹp trai kia là đâu? À ba bì có bài gì? Ra về đi. Đây đây. Thế chào. Quạt nhân viên nó nói trước. Đi đi về đi vệ sinh rồi. À đúng rồi, cho nó đi vệ sinh. À ông buồn gì hả? Thế ông buồn rồi. Anh đang quay à? Ông nói gì? Quay ra đâu kia ông buồn gì hả? Cứ tưởng buồn cái gì? Tưởng là mình yêu bỏ. Bài gì vui vui nhỉ? Bài gì vậy? Bài say tình. Không, bây giờ Yên phải hát đi. Mà những chuyện chua cười. Yên phải hát. Yên, Yên, ngồi trên cái đây. Yên hát bài đi Yên. Đấy, Yên ngồi trên cái đây. Đi cô đi, đi cô đi. Mau đi, mua đi. Ờ, hát buồn, 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 buồn của anh nhá. Buồn của anh, quay lại buồn của anh không? Khá phải nghĩ ra. Không, mau đệ mũ được. Mặt quyền, nữ tặc văn tiền. Anh từng oán trách em rất nhiều. Nam lời sao ngày ấy để em cùng chơi vơi giờ lớn hơn anh mấy điều ai cũng muốn cuộc sống lo toan vì lúc ai em quá xoan ai nào dám gây thân cho anh mà. Đấy, mình hát đi. Đấy, chuẩn đấy. Alo. Anh hát em bè cho. Em mở. Anh không thuộc, anh không thuộc hết cái đấy. Không, đàn thì. Rồi. Đồ không này. Em hát ông gì? Đồ đi. Đồ nhá. Từ từ đây. Từ từ đây này. Tình là nhớ. Tình là mơ. Anh hát theo chứ. Anh hát đi để em bè cho. Không hát được bài đấy. Anh hát được mà. Tinh là, giọng nó kinh lắm. Giọng nhưng mà cái này phải hai thằng cơ thì em bê cho. Anh cứ tính là nhờ để em. Không phải nhưng mà giọng anh hôm nay nó giả thanh. Mời nó nghe nó bị ấy lắm. Nghe nó bị. Anh em hát chung cho vui nhỉ. Ok. Anh hát vào đây đi em đệm cho. Ok. Tinh mai à.
nói lên câu này là ơi đừng cho tôi xa tình. Một con thì ok đấy, nhưng một con kia là... Em bảo rồi, con kia nó chưa chín. Hơi nhom nhem, được. Mình chuyển một con trước anh ơi. Từ từ. Nốt bài nữa là chín đấy. Rồi lắm rồi. Không, một con bây giờ cho con này ra trước em ạ, con này chín rồi. Bây giờ anh em mình bắt đầu khui hàng nha mọi người nha. Mình chờ đến cái tiết mục này lâu lắm không ạ? Em bị đói, chờ đây ăn đi cơm. Bây giờ đói, tôi rồi đấy. Từ từ nhá. Lôi nó ra không đó. Nó đây mất. Tôm lắm anh ơi. Rồi rồi, cứ đặt đấy. Đó. Trời ơi, thơm. Thơm. Ngon lắm ấy. Anh cẩn thận không nó gãy. Con dao con không? Có con dao con không? Có. Đây. Tách cái hàng dần. Đấy. À, từ đấy hẳn. Ui, thịt nó trắng rồi, trắng héo luôn. Ngoài đấy. Yeah. Quan trọng là không cho nó dính đi. Trời ơi, mình còn thích không nhỉ? Dốc nhỉ. Ây, ây dạ. Anh làm căng thẳng đấy. Cứ bình tĩnh. Còn cả ruột giết rất là thật em. Nào bây giờ làm nào cho nó ra nhỉ? Đây bây giờ đây cho cái mâm này sát vào đây, lật nó một cái. Đấy, đấy lật nhá. Lật nó lên nhá. Đấy, đấy. Ui chà. Đỉnh đấy. Đây, đặt cái đuôi. Rồi, đã để ngon rồi. Rồi. Rồi, ok rồi. Qua. Đấy, tách tách cái đấy ra. Đấy là ok. Rồi. Cái này là ăn cả cứt đấy. Đây là ăn cả cứt đấy. Ăn tía anh, không phải cứt đâu. Đấy nhá. Anh em ngồi vào đây. Đấy. Bây giờ đến giờ thưởng thức rượu nhá mọi người nhá. Cá thì ai ăn thì ăn, không ăn thì để mình. Mình đang ký bộ bia. Đây là món rượu cần mà Điêu Siêu mang từ trong Đắk Lắk. Gia Lai nhá. Quên 81. Anh em 81 ra đây. Mọi người ai yêu quý anh em Điêu Siêu 81 thì có thể lên YouTube gõ Điêu Siêu 81 này. Là nói chung là lần đầu anh em mình gặp ở ngoài đời thấy nói chung chả biết nói cái gì hơn. Đẹp trai đúng không? Anh em mình bây giờ thôi bây giờ mình xin phép nhá. Thưởng thức cái rượu cần trước. Đây cứ để nguyên cũng được, anh em mình với được mà. Không biết là nó đây là rượu cần hay tên gọi là rượu kê. Tí em làm tí nhỉ. Uống hết cho đến khi mà cái hết càng nhá. Xuống đến cái càng này. Hay là cái nó dài lắm luôn. Không, dài lắm cứ uống đi, thì dài. Chưa được. Luột theo tao luột là phải hết cái càng này. Cái gì theo lượt là hết rồi. Hết vòng hết đây này. Không, đang nếm thử cái đã, đang nếm thử để xem cái dạng. Nhưng mà căn nhỉ. Thấy đã hết cả vậy. Thử một cái đấy rồi. Nói chung là ngon rồi. Ngọt này. Ngọt đó. Cũng nặng phết đấy, không nhẹ đâu. cái này nó chỉ hơn bia tí thôi. Bảo là hơn bia tí thôi nhưng mà uống bắt đến đây nóng nhá. Nhưng mà rất ngon. Do là mình chưa ăn cái gì vô anh. Thì anh chả không có rượu đi vừa nôn.
chưa hết được, tí nữa. Bây giờ là uống theo kiểu gì? Hết một cái. Đúng rồi, hết cái đấy. Thế này á? Cái này nó hơi hơi dài lắm anh. Dài lắm cắt. Dài lắm cắt bớt tí chứ. Ui cái này thế phải một bát một. Bát thế tí nữa uống xuống dưới thì mình lại đổ vào, mình lại đổ thêm vào. Lại đổ gì? Nước. À, đổ nước vào. À đúng rồi, đổ nước vào. Thì không được. Cái này thì phải để khách uống trước, tí nữa đổ nước vào loãng hơn. Đúng rồi. Đấy. Thôi được. À, thưởng thức cái này tí nữa sẽ gọi là gì nhỉ? Tính bất tính nhỉ? Tính cái đo kia sau. Bây giờ anh em thưởng thức cá đi. Ăn cá đi. Uống rượu nhiều không tốt đâu. Nhắm thử. Đây thử đi. Nào, đây băng này nó được này. Đây vừa này. Đây, cho mọi người xem cái món pịa cá nó như nào nhá. Đây, em phải cấu luôn cái pịa cá này. Em thử ăn. Xem có đắng không nhá. Hôm nay thì nói chung thì anh em 81 xuống đây. Mình là gọi là gì nhỉ? Mình 30 vì. 33. Ba vì. Chuẩn nhất là 33. Nói chung thì 33 Hà Tây cũ. Hôm nay được gặp anh em Tao Mau. Chung là anh em chào đón anh em mình rất là nhiệt tình các bạn ạ. Cảm ơn anh em nhiều. Ok. Chúc anh em sức khỏe. Ok. Khả năng bây giờ rượu chắt ra bát đi cốc nó như đấy. Không, cái này uống đâu, phong cách vẫn phải uống bằng mút. Bằng cái này. Ok. Bây giờ đầu tiên là chắc là anh Cường đi. Rồi, không bây giờ từ theo vòng đi. Thôi theo phong tục của chỗ em là người lớn tuổi là phải uống trước. Dạ. Anh là già nhất ở đây rồi. Lên uống đi còn kêu gì nữa. Cậu đầy mồm. Đây anh trai. Có thể chắt ra bát uống một phát được không? Mút thế này nó mới cho mút. Anh mút đi cho nó quen. Mình quen mút đi. Để lấy nước cho. Ok. À là hãm bằng nước luôn à? Dạ không, anh uống hết cái này sẽ để em đổ nước thêm. Cái này uống dễ giống như uống nước rồi mà. Càng hết, hết càng được không? Càng hết. Hết càng à? Đúng rồi, hết càng. Nhưng mà không hết thì theo phong tục ở bên đó thì bị phạt với cái kia mà đổ thêm nữa. Ôi trời, em mãi chả thấy nó nhúc nhích được tí nào ấy ạ. Ông này ông toàn ngậm cái nào ấy. Anh này ngậm rồi, xúc miệng trông răng. Xúc miệng trông răng. Hơi nữa là hết, hơi nữa là hết. Hơi. Còn đây đây, còn cái hơi nữa cái gì? Từ đây lên đến đây, đây. Căng đấy. Không hết được, không hết được. Không sao, đồng tí nữa thôi anh. Đi ăn đi. Mời các bạn đồng tiên nha. Mình chơi kiểu lắm này. Mời các bạn nha. Không, hôm nay được giao lưu với team Du Siêu. À, chơi team Tam Mao. Căng lắm. Tôi có thể cho khách vòng sau của được không? Sân nhà ấy, làm thế. Không, nhưng mà mình đây là lần đầu thì mình phải làm hiểu chỗ đấy thì lần đầu nó phải đoan trang, phải phong tục, phải để mà anh em điêu siêu phải hướng dẫn trước đấy chứ. Yeah. Mình làm sao mình biết là đây bây giờ nhá, mút đến đấy đó, thế mình lại trôi cái này xuống dưới thì làm thế nào đấy, đúng không? Đấy thì bây giờ phải anh em điêu siêu phải hướng dẫn làm thử trước một cái đi. Yeah. Chứ ơi em uống nhá. Thế điêu siêu phải bơm thêm để cho nó bằng mặt đi. Hà Nội mình khó mua lắm, phải đặt ở trong Gia Lai ra. Bởi vì Hà Nội mình mua thì nhiều khi nó không chuẩn như ở trong Gia Lai. Ở đây có chứ nhỉ? Có. Ở Hòa Bình có. Ngọt, ở đây ngọt, ngọt. Hòa Bình có. Rượu nó chạy rồi đó mày ạ. Không giống anh đâu. Vẫn chạy nhưng mà, của anh thì vẫn chạy nhưng mà chạy chậm. Mà bơm nó hơi lâu nhỉ? Đổi bên này nhé. Đây, đổi bên này. Trong lúc Diêu Siêu làm đấy mình phải hao ăn cái cá cái. Chín hết không? Chín ngon anh ạ, ngon lắm. Chín đúng không? Chín hết đúng không? Chín hết anh. Dốc thịt lắm. Nó ngọt không? Chính là cá chấm này rất là ngọt nhé. Không, lúc là nó ngọt tươi nguyên. Nó vẫn đỏ trong xương, nó vẫn đỏ. Đây, pịa đây nhá. Ui chà, mời mọi người miếng run quạc nhá. Đây, món pịa đây này. Đây là run quạc. Đấy, ui. Ơi, con này phê quá. Con này pịa ngon nhá. Anh trai xuống Đức. Ta được anh rồi. Thế thì em phải bơm vào đi. Đúng rồi. Con này pịa ngon. Bơm vào đây. Pịa, ngoài này gọi là pịa. Lợn pịa. Người ta chỉ ăn lợn pịa của dê, bò hay ngựa thôi đúng không anh? Hôm nay ăn hôm nay là pịa cá. Thật ra hôm nay bộ lòng cá này là kia. Đấy nó vỡ mật nó rồi. Vỡ mật. Anh em ăn cá thì cho cảm nhận về món cá này cái. Cá này hả? Em thử này, cảm nhận về món cá này. Ăn thịt thôi. Để em làm lấy thịt của nó. Ngọt lắm anh à? Ngọt mỡ nhiều nhỉ? Em thì hay quên ăn ớt. Có ớt ăn. Ngon dã man. Ngọt đâu anh? Nó khác với cái món cá nướng bình thường. Ở chỗ nào?
mình nướng như này thì nó ngọt, còn mình nướng bình thường thì nó khô thì nó không được ngọt bằng như bằng này. Này nó ngọt. Ra nước đây này. Nói chung là mình đốt nó gọi là chín ép, đốt cho nó bằng cháy bằng chín nhưng mà không được cháy quá. Như này là cháy quá. Như thế này là hơi quá một tí, nhưng mà tại mình không đều được lửa. Vâng. Đánh ra có món cá lóc ấy thì chưa. Nó dễ chín hơn. Nó bé hơn thì nó dễ chín. Rồi bây giờ mình sẽ quyết tâm làm bằng được cái phong tục của anh em 81 nha. Đã ra đây mà mình lại không tiếp được đúng một cái phong tục thì thôi bỏ. Anh ơi, bà nhìn là mình uống hết chừng này nhá, cái miệng nó như thế này thì chắc là nó cũng phải tầm một bát này đấy. Thua đâu, anh em uống mình thì mình nhận mình yếu rồi, nhưng mà sẽ phải làm đó là hút nó khó hút hơn sao á, anh thử đi, anh thử xem. Hút cái mà hôm nay hút cái này miếng biên ấy, cái miếng biên anh ạ. Đúng không? Say không? Say này, ta bắt đầu anh lên. Anh cường là anh mút quen lên, rồi lên. Nhưng mà uống lần thứ hai thấy ngon đúng không? Ok nhá. Còn một tí nữa anh chơi. Hình như có một tí nữa. Đây là gọi là Long Điên. Long Điên. Long Điên như dây. Hứa rồi, hứa rồi, hứa rồi. Theo anh Cương cảm nhận rượu ke này như thế nào anh? Uống được không? Để hoàn hồn à? Nói là nặng hơn cái rượu ngày trước anh được uống rượu cần của